cho các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu chủ đề da. Tiết 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của da. Phần đầu tiên của bài, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cấu tạo của da. Quan sát hình 41 trong sách giáo khoa thì các bạn thấy rằng là da của mình được cấu tạo bởi 3 lớp. Ngoài cùng đó là lớp biểu bì, tiếp theo là lớp bì và trong cùng sẽ là lớp mỡ dưới da. Lớp biểu bì thì có tầng sừng và tầng tế bào sống. Lớp bì thì có các bộ phận giúp da thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết và điều hòa thân nhiệt. Và trong cùng là lớp mỡ dưới da, giúp dự trữ mỡ và cách nhiệt. Và để hiểu rõ hơn về chức năng của các lớp của da thì chúng ta sẽ cùng trả lời 6 cái câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên là các bạn thấy rằng vào mùa khô mình thường có những cái vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở trên cái quần áo. Điều đó giúp ta giải thích như thế nào về thành phần lớp ngoài cùng của da? Chỉ quan sát hình ảnh thì các bạn thấy rằng là các cái vảy trắng bong ra chính là lớp tế bào ngoài cùng của da đã hóa sừng và chết đi. Câu hỏi số 2 là vì sao da ta luôn mềm mại và không bị ướt khi ngấm nước? Thì là bởi vì da của mình được cấu tạo bởi các sợi mô liên kết gắn chặt với nhau và trên da có nhiều tuyến nhờn, tiết các chất nhờn nên bề mặt của da luôn mềm mại và không bị ngấm nước. Câu hỏi số 3 là vì sao ta nhận biết được độ nóng lạnh, cứng mềm của các vật khi ta tiếp xúc? Quan sát hình ảnh thì các bạn thấy đó là bởi vì trên da của mình có nhiều cơ quan thụ cảm là những đầu mút của các tế bào thần kinh giúp da nhận biết được nóng lạnh, cứng mềm. Vậy thì da của mình sẽ có các cái phản ứng như thế nào khi trời quá nóng hay quá lạnh? Thì câu hỏi này rất là đơn giản phải không các bạn? Khi trời nóng thì các cái tuyến mao mạch dưới da giãn ra, tuyến mồ hôi sẽ tiết nhiều mồ hôi. Và khi trời lạnh thì các cái mao mạch này nó sẽ co lại và cái cơ chân lông co lại giúp cho mình không bị mất nhiệt. Câu hỏi số 5 đó là lớp mỡ dưới da có vai trò gì? Thì lớp mỡ dưới da là lớp đệm chống lại tác dụng cơ học của môi trường, có vai trò góp phần chống mất nhiệt khi trời rét và tích trữ năng lượng. Và tùy theo mỗi người thì cái lớp mỡ dưới da này nó sẽ dày mỏng khác nhau phải không các bạn? Vậy thì tóc và lông mày có tác dụng gì? Thì tóc nó sẽ tạo nên một lớp đệm không khí chống tia tử ngoại và điều hòa nhiệt độ. Lông mày sẽ có tác dụng ngăn mồ hôi và nước như là nước mưa không chảy xuống mắt. Vậy mình có một cái câu hỏi đó là có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì lông mày tạo dáng không? Các bạn thấy rằng là mình có rất là nhiều màu da khác nhau bởi vì các cái sắc tố trong lớp tế bào sống của biểu bì cùng các loại sắc tố như là đỏ, vàng, nâu, đen, số lượng và tỷ lệ các cái loại sắc tố này sẽ quyết định màu da như là màu da đen, da vàng hay là da trắng.
da sẽ thay đổi theo lứa tuổi. Các bạn thấy rằng là ở những người trẻ thì da rất là căng mướt, rất là đàn hồi, dần dần về già đi lớn hơn thì người ta sẽ xuất hiện các cái nếp nhăn và da nó sẽ bị nhăn nheo. Phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của da. Đầu tiên các bạn cũng sẽ có một cái câu hỏi, đó là đặc điểm nào giúp da thực hiện chức năng bảo vệ. Câu hỏi số 2 đó là bộ phận nào giúp da tiếp nhận kích thích, bộ phận nào thực hiện chức năng bài tiết. Câu hỏi 3 đó là da điều hòa thân nhiệt bằng cách nào. Thì để mà thực hiện cái chức năng bảo vệ thì do cái đặc điểm đó là da được cấu tạo từ các sợi mô liên kết, lớp mỡ dưới da và tuyến nhờn. Và cái bộ phận để giúp da tiếp nhận các kích thích đó chính là các cái cơ quan thụ cảm nằm ở dưới da. Và da sẽ thực hiện cái chức năng bài tiết qua tuyến mồ hôi. Vậy thì da điều hòa thân nhiệt bằng cách đó là co giãn các cái mạch máu ở dưới da. Khi trời nóng thì các cái mao mạch dưới da nó sẽ giãn ra, tuyến mồ hôi sẽ tiết nhiều mồ hôi. Còn khi trời lạnh thì các cái mao mạch dưới da nó co lại, cơ co chân lông nó cũng co, dẫn đến cái hiện tượng là mình bị nổi da gà đó các bạn, để hạn chế cái việc là cơ thể mình bị mất nhiệt. Vậy thì tóm lại cái nội dung của bài cấu tạo và chức năng của da, các bạn nhớ đó là da thì có cấu tạo gồm có 3 lớp: lớp biểu bì, có tầng sừng và tầng tế bào sống. Lớp bì thì có các bộ phận giúp da thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết, điều hòa thân nhiệt. Lớp mỡ dưới da thì giúp da dự trữ mỡ và cách nhiệt. Về chức năng của da, đó là da thì tạo nên cái vẻ đẹp cho con người và có các cái chức năng như là bảo vệ cơ thể nè, điều hòa thân nhiệt, bài tiết, tiếp nhận kích thích. Về phần hướng dẫn học ở nhà thì các bạn sẽ học bài, sau đó đọc phần em có biết của bài. Và các bạn cũng sẽ làm bài kiểm tra với 3 cái câu hỏi. Câu hỏi 1 là nêu chức năng của da. Câu hỏi 2 đó là có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút kẻ lông mày tạo dáng không, vì sao? Câu 3 đó là khi bị thương, để tránh để lại các cái vết sẹo trên da thì em nên làm gì? Các bạn sẽ làm bài trên giấy kiểm tra, ghi rõ họ tên lớp và nộp tại phòng bảo vệ của trường. Hạn chót để nhận bài đó là ngày 23 tháng 2. Sau khi nhận bài thì cô sẽ chấm điểm bài làm của các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày nhiều niềm vui.